thể thiệu năm nay 43 câu dịp tư dây hồi tư năm lớp do ông gì? Ông Đạt trình bày. Trên sông thương một đêm trăng nước mơ màng trầm lắng giữa không gian lá bay nhẹ nhàng giật giờ trên bên cô gian có một chàng làm bạn với đò ngang có mỗi buổi chiều về nhìn cảnh vật luôn đầy mê chàng trôi lên những tiếng tiêu sầu và khoan hò xuống cả cánh thâu vui thú cảnh hiền hòa mặc cho đời bể dâu mặc ai tranh giành đoạt lời nhưng chàng ta vẫn không màng chỉ làm bạn với trăng vàng cùng chiếc đò trên thương gian có một hôm anh chàng lầu thấy hiền mì nương ngồi ngắm anh trăng khuya mắt say sưa nhìn trời thơ mộng bông từ đâu vọng lại tiếng tiêu sầu nghe ai quán đạo lòng lòng nàng bâng khuâng từ đây cứ mỗi đêm trăng nàng trông chờ tiếng sáo của giai nhân trồi lên những dòng thăng trầm cùng câu hát hò dặn khoan rồi lần lượt ngày qua tháng lại nàng ngóng trông và mơ tưởng bóng hình chàng rồi tương tư suốt cả thanh tàn rồi ngậm ngùi thở than vua chàng có một hôm mới biết rõ sự tình nên truyền lệnh cho ba quan tất cả dân chúng trong làng tìm cho được chàng thổi sáo mỗi đêm về chào trầm sẽ thượng ban quả nhiên tìm gặp được chàng tên thật là Trương Chi vua mới hiểu là gã chèo đò trên sông thương gian thân hình mộc mạc nghèo nàn cộng nương mới diện kiến thoáng qua thấy hình dáng sâu xa nỗi nhớ thương nay đã phai nhòa công nương cũng dứt hằng bình
mình, trên thiên cung cũng vui mừng. Vì thấy con mình lành bệnh căn, chàng trương có một hôm đến trước ngày chàng bỗng nhiên gặp mặt nàng, khiến lòng chàng nhớ nhung. Nhưng chàng riêng than cho số phận, vì đời ta như áng mây mờ, thôi đành chôn chặt môi tuyệt tình, rồi chàng ôm hận hình thôi. Đến khi bệnh tình công nương trở nên trầm trọng nặng nề, dạ ngọc luôn nghe về, vì tâm trí luôn đê mê, thêm xúc động lòng vua cha, nên truyền lệnh cho tất cả gần xa, mong tìm lại người hát hò, dạ tiếng tiêu sầu năm xưa. Nhưng tìm đâu cho gặp, vì chàng mạng đã xuôi vàng, giữa đêm trăng nguyệt rằm, trong cảnh trời mùa thu, chàng chết đi biến thành viên ngọc đa, để dấn dương nơi lầu vàng, khiến cho mì nương nàng lòng ra cạo đau thương. Mỗi khi đốt vào chén ngọc đa kia, bỗng nhiên thấy dáng hình của anh chàng Trương Chi, chiếc đò giọng hò năm xưa, cùng u buồn vắng lặng xa đưa, nàng mỹ nương say mê lặng nhìn, ôm ngọc đá vào thân, tay nâng ngọc quý, vì nguồn cảm lụy dân chào, bỗng giọt châu nhỏ vào chén ngọc mây liền tan, nàng ngã ra mê mang bất tỉnh.